dự án Trường Đại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội tại xã Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội, có diện tích trên 10 hectare, được biết đến là một dự án quy mô đào tạo hàng chục ngàn sinh viên, sau nhiều năm vẫn bỏ hoang, không một bóng người. Về xã Tiền Phong, Mê Linh, chúng tôi phải mất khá nhiều thời gian mới tìm đến được dự án của Trường Đại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội. Nhiều người dân địa phương ở đây không biết có dự án trường đại học và cũng không có một biển hiệu nào chỉ dẫn, nên rất khó khăn để tìm đến ngôi trường này. Có mặt tại dự án, theo quan sát, dự án Trường Đại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội nằm cạnh dự án khu đô thị Cienco 5. Tại dự án chỉ có một dãy nhà cấp 4 khoảng 3 phòng nhỏ, có biển hiệu ghi bên ngoài là Ban Quản lý Dự án Trường Đại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội. Cạnh ngôi nhà này là một đoạn mái tôn nối với nhà vệ sinh, còn toàn bộ mảnh đất đang là nơi trồng rau màu và cây cỏ tùm. Chưa thấy ký túc xá, giảng đường hay bất kỳ một sinh viên nào. Nhưng theo website của trường, đây lại là trụ sở chính. Trong khi dự án Trường Đại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội vẫn bỏ hoang nhiều năm ở Mê Linh, thì trường này đã thuê lại trụ sở của 3 công ty con của Tổng công ty Cầu Thăng Long, có địa chỉ tại đường Phạm Văn Đồng, làm giảng đường giảng dạy hàng ngàn sinh viên. Nhiều người cho rằng cơ sở vật chất giảng dạy của trường ở đây không đảm bảo các điều kiện để sinh viên học tập, đặc biệt là trong một không gian chật hẹp, liệu có đúng với quy định của giáo dục đại học? Trong khi đó, các cơ quan chức năng đang có quy hoạch vùng cho các trường đại học di rời ra khỏi nội thành, thì trường này lại từ ngoại thành chuyển vào nội thành để thuê cơ sở vật chất giảng dạy. Cũng trên trang web của trường ghi rõ, tại các địa chỉ nói trên ở đường Phạm Văn Đồng là cơ sở 2 của trường. Vậy việc thành lập cơ sở trường này đang được dư luận hết sức quan tâm. Liệu cơ sở này có được phép hoạt động, có thực hiện đầy đủ các quy định về thành lập cơ sở đào tạo theo quy chuẩn của ngành giáo dục đã có trong các văn bản quy định của Chính phủ và Bộ Giáo dục Đào tạo? Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới quý độc giả về vấn đề này.